Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của YNK Adventure nha. Hôm nay ông chủ kênh đi vắng cho nên là mình mượn máy quay để quay cho các bạn coi nhà mình làm bánh giò này. Bánh giò thì có các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đó. Đây là trứng cút này, đã luộc rồi lột sẵn này. Hành lá này, cắt nhuyễn này. Rồi thịt bằm, thịt này thì đã ướp sẵn rồi. Rồi có mộc nhĩ cũng đã cắt nhỏ nha. Rồi hành tây thái hột lựu này. Rồi có tỏi, tỏi này thì là nguyên tép, xong rồi mình đập dập ra để khử dầu nha, khử dầu cho nó thơm dầu. Rồi, với đây là khuôn bánh giò này. Bên này là bột gạo, nhà mình đã mang ngâm qua đêm. Hoặc là nếu mà bạn không có thời gian ngâm qua đêm á, thì các bạn cứ ngâm với nước, xong rồi sẽ qua sau 2-3 tiếng thì mình đổ cái nước nó đi rồi mình châm nước mới vô. Thì cái bột nó sẽ dai hơn, sẽ ngon hơn. Bột này thì mình sau khi mình ngâm á, thì mình bỏ lên bếp mình đun lửa nhỏ nha, để cho cái bột này nó nửa sống nửa chín thôi, rồi mình lấy ra mình đánh cho nó đều, nó mịn đi để mình gói bánh cho nó khỏi bị bón cục vô. Cái này là tỏi phi, mình đang phi lên để chút nữa thoa lên lá nha cho bánh nó thơm, rồi có mùi chút xíu mùi để cho nó cái dầu nó đỡ bị hôi dầu. Rồi tới khi mà bột nó bắt đầu lợn cợn như vậy rồi nè, nó đặc đặc lại một chút xíu rồi nhưng mà chưa chín hoàn toàn nha, thì các bạn lấy ra để đánh với máy đánh trứng lại cho nó nhuyễn cái bột ha. Đây, quay cho các bạn coi này. Sau khi mà mình đánh lên là cái bột nó mướt, nó nhuyễn vậy này. Nó không còn lợn cợn nữa là được. Bột để mà gói được bánh thì nó phải mịn như vậy nha. Cái bột này là nhà mình là đã hầm cái xương heo với xương gà nữa để cho nó ngọt nước. Rồi mình đem lên mình khuấy với cả bột gạo này. Rồi, mềm mịn như vậy là đẹp ha. Đây là dầu tỏi mà mình đã khử trước rồi nha. Bây giờ mình bỏ thịt vô mình xào này. Xào cái nhân bánh giò này thì mình cũng không có cần xào cho thịt nó chín khô đi nha các bạn. Mình xào cho thịt nó chín vừa vừa thôi chứ đừng có rút hết nước. Sau khi mà thịt nó bắt đầu nó chín, nó hơi dày dày ra vậy nè, thì mình bỏ thêm hành tây vô nha, hành tây sắt hột lựu nha. Rồi, giờ tới mộc nhĩ này. Rồi, bây giờ bắt đầu mình bỏ hành lá vô nha. Bỏ hành lá vô cho nó đẹp này, cho nó thơm bánh này. Thịt này á, thì mình để lần sau mình khi mà mình ướp thịt á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Thật ra thì cũng chỉ có muối, đường, bột ngọt như mọi người nêm nếm thịt bình thường thôi. Miễn sao nêm nếm cho nó vừa vị nhà mình ăn là được rồi ha. Bây giờ là thịt đã chín rồi nè, mà nó vẫn còn phải hơi có chút xíu cái nước sốt nha. Thì mình bắc ra, tắt bếp bắc ra để bắt đầu chuẩn bị gói bánh này. Đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị rồi nha. Nhân xào sẵn này, trứng cút này, rồi bột này. Bên này là có lá chuối. Lá chuối này thì nhà mình đã
rửa, lau và xếp lại rồi nha. Cái này là có 3 lớp, các bạn xếp phải 3 lớp lá. Rồi, bên này thì có dầu để lát nữa mình quét vô cái bánh cho bột nó khỏi dính luôn này. Rồi, và đây là khuôn, khuôn làm bánh giò. Đây, mẹ mình sẽ làm một cái để cho quay lại cho mọi người biết cách ha. Bánh thì mình gập hai cái mép lá lại. Gập hai cái mép lá lại được cái khuôn nhỏ ở trong, xong mình đặt vô cái khuôn lớn. Rồi nhấc cái khuôn nhỏ ra này. Giờ bắt đầu mình quét dầu vô nha. Mình để một chút xíu bột vô thế này. Xong bắt đầu mình lấy cái muỗng mà đã có chút xíu dầu nha, mình dàn nó ra. Dàn nó ra để bỏ cái nhân vô, bỏ nhân với trứng cút vô. Giờ mình bỏ nhân này. Bỏ trứng cút này. Hai trứng luôn nha. Xong rồi thêm chút xíu nhân nữa. Giờ mình bỏ bột vô để cho cái lớp cuối cùng này. Xong rồi dùng cái thìa mình dàn ra. Rồi, bước cuối cùng là mình đóng cái lá lại nha. Rồi, gập hai bên này. Đó, thành phẩm là đã có một chiếc bánh giò đẹp rồi nè. Rồi, đó. Giờ các bạn chỉ việc lấy dây buộc lại cho nó chắc thôi. Cái bánh thật ra đã rất là chắc rồi, nhưng mà mình buộc lại thì khi mà mình nhấc nó ra cũng dễ nữa. Rồi buộc lại cho cái bánh nó khỏi bụi bung. Rồi, đây, một chiếc bánh giò vuông vức. Đẹp không? Đây, mẹ con mình đã gói được 5 cái bánh này. Giờ bây giờ mình bỏ vô sừng hấp trước nha. Rồi, giờ bánh đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ để mình lấy ra này. Đó. Đây, thành phẩm là những chiếc bánh giò nóng hổi. Giờ mình mở bánh giò ra cho mọi người coi nha. Giờ mình mở cái bánh giò đã hấp chín ra cho mọi người coi nha. Ngon chưa? Mời mọi người ăn bánh giò nha.